Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy mài hai đá sử dụng đường kính đá là 150 ha của thương hiệu Makita và mã sản phẩm là GD602 ha. Thương hiệu Makita thì thương hiệu Nhật rồi các anh chị ha. Và đây là cái bộ phận hộp của máy thì mình có để máy ra bên ngoài rồi và review cho các bạn xem để tốn thời gian của bạn hơn ha. Rồi, tiếp tục là cái bộ phận như là những cái phụ kiện kèm theo như là catalog đây. Catalog phiếu bảo hành thì được bọc trong bọc giấy luôn ha. Để chúng ta dễ dàng khỏi bị dơ cái catalog ha. Và phiếu bảo hành trong vòng 6 tháng của Makita. Bên cạnh đó nữa thì hai cái ốp trắng trong suốt ha, cũng được bọc vào trong này. Và đây, để mình lấy ra cho các bạn xem. Hai ốp trắng thì để giúp chúng ta khi mài á thì nó không bị dăng vô mắt ha. Đây để gắn trực tiếp vào này luôn. Đó, rất là tiện lợi luôn. Bên cạnh đó thì bộ lục giác đây, bộ khóa hai bộ ha, hai cái. Đây và cái những cái phụ kiện để gắn gắn giá đỡ là gắn gắn ốp trắng thôi các bạn ha. Đó, được gắn lên này luôn. Rồi tiếp theo một cái quả kính đeo đi kèm với máy đây, hãng cũng cho kính luôn ha. Đây nằm ở trong hộp đây ha, để trong hộp luôn. Rồi đây là cái bọc này thì để lưng ốc thôi các anh chị ha. Rồi thì tới với nhân vật chính của chúng ta thì như anh chị thấy thì rất là đẹp, máy thì rất là nhỏ gọn luôn ha, máy rất là nhỏ gọn. Rồi phần mặt thì được in logo và mã máy GB602. Phần vỏ ở đây thì được làm bằng sắt nhưng mà được kết cấu được sơn lớp cách điện rất là an toàn, các bạn yên tâm sử dụng. Đây công tắc nguồn on off đây thôi ha. Hai bên đá thì có hai màu khác nhau để mài cái vật liệu khác nhau ha anh chị ha. Rồi phía sau phần máy thì có phần bộ phận tem chống hàng giả 7 màu này ha. Và bộ phận tem này thì tem thông số của thật ha, Makita GD06 602 với sử dụng nguồn 220 và công suất đạt tới 250W ha anh chị ha. Bên cạnh đó vòng tua là 2850 vòng trên phút. Đấy, nên máy chạy rất là mạnh. Sử dụng đá mài 150. Đây, dây thì có dây mát, dây nguồn thì có dây mát được đi kèm ha, rất là an toàn. Và gắn trực tiếp cái này luôn. Này thì hai chấu ha, hai chấu. Hàng thông dụng. Mã này thì bên mình đang sale rất là mạnh ha, cái dòng máy mài hai đá của Makita. Thì giờ nếu các bạn có muốn quan tâm, muốn biết thêm chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video ha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe để có động lực review những cái dòng máy mài hai đá hoặc là những cái thương hiệu khác chính hãng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.